Hôm nay mình review cái máy khử trùng bồn cầu bằng tia UV, tên của nó là Ozone Xiaomi. Mình mua ở bên Chiếm Tài với giá là 400.000 rồi ship về đây thành 20.000 nữa là thành 420.000. Bởi vì sao? Bị những cái bồn cầu của Xiaomi nó mắc quá. Thích thì thích thật đó, nhưng mà 4 triệu mấy 7 triệu mấy thì căng quá, cho nên là thôi mình mua đỡ cái con này về gắn vào trên cái nắp bồn cầu của mình á. Nó cũng là có tác dụng mà khử trùng tất cả những cái gì mà liên quan ánh sáng của nó, mà tới đâu là nó khử trùng tới đó, khử trùng bằng tia UV, hoàn toàn tự động ha. Bắt đầu mình review. Tên đầy đủ của nó là máy khử trùng bồn cầu bằng tia UV Ozone Xiaomi. Đây, nó đây. Wow. Có một cái bóng đèn. Và phía bên này là cái mà để ịt lên cái nắp bồn cầu phía trong đó. Rồi xong rồi chúng ta gắn cái thằng này vô. Đó. Khi mà chúng ta úp cái nắp xuống thì đèn nó sẽ tự động nó mở lên để nó làm công tác như là khử khuẩn nè, khử mùi hôi nè. Nghe nhà sản xuất công bố là pin thời gian chờ của nó là tới 1 tháng rưỡi. Đó. Ngoài ra thì nó có một cọng cáp sạc bình thường, chưa được Type-C luôn, cáp sạc bình thường. Đó. Ở đây có một miếng băng keo nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn lên nắp bồn cầu. Công đoạn tiếp theo chúng ta là tháo cái thằng này ra nè, tháo ra rồi cái bỏ vô, lau sạch cái chỗ này đi. Mình canh cái chỗ nào mà nó ngay giữa nắp bồn cầu thì cần dừng chỗ này, tháo lớp băng keo này ra. Đồ của Xiaomi thì biết rồi, nó làm rất là ngon lành, cảnh đạo. Cắn vô ngay giữa, cái ngay giữa đỡ mà nó lệch lệch xíu cũng không sao đâu. Đây đó, có cái công tắc, chúng ta mở lên và cái hướng mà to này nè, để lên phía trên nha. Có nghe có cái phía có công tắc là để lên phía trên, cắn chắc vào đây. Xong mỗi lần mà chúng ta đi vệ sinh xong á, thì chúng ta để nắp bồn cầu này xuống. Để nắp bồn cầu, khi mà để nắp như vậy thì đèn nó sẽ tự động nó bật lên. Đó, như vậy là xong rồi đó. Đó, như vậy bên trong là đèn nó sẽ tự động bật lên. Đây, các bạn cũng thấy không? Phía bên mé chúng ta sẽ thấy được cái ánh sáng của nó. Đó, ánh sáng của tia UV nó đang hoạt động. Thường thường á, thì nó sẽ hoạt động trong vòng 5 phút. Nó sẽ mở đèn hoạt động trong vòng 5 phút nữa tự tắt. Đó, thấy ánh sáng không? Đó, chứng tỏ là nó đang hoạt động. Nhớ thời gian chờ của nó là khoảng là 1 tháng rưỡi thì chúng ta mới sạc pin lại một lần. Cảm ơn anh chị em đã coi video clip của mình.